cái máy máy này là nó chạy cứ từ 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 vậy nè, mà nó xài bền lắm nha các bạn. Máy này mười mấy năm rồi đó. Máy này từ hầu năm sắm từ hầu năm 2003 2004 gì đó giờ đó các bạn. Xài rất là bền. Nay chừng nào xả chú? Hả? Chừng nào xả? Mai. Mai hả? Này xả sớm nhất ở đây luôn hả? Đám này mai chú xả đây các bạn. Mai chú này cũng xả. Này là chú xả giờ là sớm nhất ở khu này luôn rồi. Xả giờ là sớm nhất ở khu này luôn rồi. Này nay máy cày dạ vài bữa nữa rồi dạ. Phải có một máy quýnh không kịp phải không? Cái này nay máy này lãnh nhiều mẫu chú? Máy này nay lãnh nhiều mẫu 2 triệu mấy. Như dạng đất của chú này là khó hay dễ? Theo như lời ông chú này nói thì lãnh khoảng 2 triệu rưỡi một mẫu nha các bạn. Máy này lãnh khoảng 2 triệu rưỡi một mẫu. Tùy theo đất khó cài hay dễ cài nữa. Đất cứng hay đất mềm nữa. Đám này ngày mà sáng này, sáng mai chú này xả rồi. Bây giờ chú này đang gian đường mương nước cho nó cạn. Đang gian mương cho nước nó cạn để sáng mai xả. Thấy nó chạy chậm chậm gì mới đây lẹ mới đây cũng bay đám này cũng khoảng 20 cao đất đám này khoảng hơn 200 đất có hơn rồi qua đám kia cũng 200 nữa là gần xong rồi đó các bạn. Quá thôi clip này mình quay tới đây mình xin kết thúc ở đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ mình nha. Chào nhiều lại các bạn clip sau nha. Bye bye các bạn.